Nhà đẹp thân ái, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Cứ đến hẹn lại lên thì hàng ngày chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới, thiết kế mới. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm mới, đó là ngôi nhà 2 tầng phong cách hiện đại của chị Hiền, anh Tân ở Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An, và hàng ngày chúng tôi đưa lên kênh YouTube của chúng tôi. Thì các bạn hãy vào YouTube, vào mục tìm kiếm và gọi nhà đẹp Tân Á à, thì sẽ ra cho các bạn rất là nhiều những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới mà chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng à, mẫu nhà phố, mẫu nhà cấp 4, mẫu nhà cổ điển, mẫu nhà tân cổ điển, mẫu nhà hiện đại à, mẫu nhà 2 tầng, 3 tầng à, mẫu nhà vườn, rất là nhiều những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới, các kể cả các những cái mẫu nhà mà vừa sử dụng ở vừa kết hợp kinh doanh buôn bán như quán cà phê, hàng tạp hóa, rất là nhiều những cái video để chia sẻ các cái mẫu nhà. Thì các bạn hãy lên và theo dõi và tham khảo. Thì ngoài những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới thì chúng tôi còn có các cái video dạo các cái quá trình giám sát trực tiếp các cái phần kết cấu chính quan trọng của ngôi nhà. Thì không những giám sát những cái phần kết cấu chính, chúng tôi còn giám sát qua Facebook, qua Zalo, giúp cho chủ nhà hoàn thành ngôi nhà để đưa vào sử dụng. Đã, có ngoài đó ngoài ra chúng tôi còn có các cái video cập nhật các cái quá trình thi công những ngôi nhà mà chúng tôi vừa thiết kế vừa thi công trọn gói. Thì các bạn hãy lên và theo dõi và tham khảo để có một lựa chọn cho mình, để sắp tới xây dựng cho mình một ngôi nhà thật là phù hợp và một cái phong cách hiện đại và sang trọng. Rất là nhiều những cái video trên đây thì các bạn hãy vào tham khảo và lựa chọn. Thì trở lại với ngôi nhà hôm nay là ngôi nhà của anh Tân, chị Hiền, là một ngôi nhà 2 tầng mà một phong cách hiện đại. Màu sắc chủ đạo là màu trắng với một cái hệ sên ô mái. Đây là cái hệ sên ô mái vay ra và có cả cái hệ bóng downlight cái dài xung quanh, và được sơn màu trắng có các cái phao nổi để tạo các cái điểm nhấn nhà cho hệ mái. Và cái hệ mái này có các cái đường ốp nóc cũng như là có các cái kim tu sét là an toàn cho ngôi nhà. Và tầng 2 chúng tôi có các mà thiết kế một cái hệ lam bằng bê tông sơn màu trắng cùng với màu của mảng tường, và phía trên là cái hệ kính cường lực rất là sang trọng. Thì tầng 2 chúng tôi mặt trước chúng tôi ốp ở cái hệ gạch thẻ màu nâu xám, cái mảng tường bên cũng ốp gạch thẻ màu nâu xám, và phần cổ của phần phần giữa phần tầng mái là được ốp các cái hệ gạch giả đá màu nâu xám, và có cả cái hệ mái của tầng 2 bay ra và chạy xung quanh, có cả cái hệ bóng downlight và có cả cái hệ thống phao nổi rất là nổi bật. Và đây là sảnh chính, có hai cột rất là lớn được ốp đá màu vàng xám. Bậc tam cấp là ba bậc, mặt bậc là ốp đá màu đen xám và cổ bậc là màu trắng. Và các cái bệ để các cái chậu hoa rất là đẹp, các cái đầu cột có các cái hệ bóng trang trí. Phía trước là mặt trước là có các cái bồn hoa để chủ nhà trồng những cái loài hoa yêu thích để tạo một cái không gian xanh cho ngôi nhà. Về cửa đi chúng tôi thiết kế là cửa gỗ lim Nam Phi, hai bên là pano kính cửa hai cánh nguyên tấm. Hệ thống cửa sổ chúng tôi thiết kế bằng cửa nhôm Sifa, nhôm kính lấy ánh sáng rất là tốt và tạo cái điểm sáng trọng cho ngôi nhà. Các cái hệ thống phao nổi của các cái mảng tường cũng như các cái đầu cột trên các cái đầu cửa rất là bắt mắt và tạo những cái điểm nhấn nhà cho mảng tường. Mảng tường được cắt các cái chỉ âm để tạo những cái điểm nhấn nhà.
Phía chân móng được ốp các cái hệ đá gạch giả đá màu vàng xám rất là đẹp và hợp tương phản với màu trắng của mảng tường. Hai bên chúng tôi cũng thiết kế các cái bồn hoa để trồng các cái loài hoa mà chủ nhà yêu thích. Và bây giờ chúng ta hãy vào xem mặt bằng công năng của ngôi nhà. Ngôi nhà này có chiều dài là 15,2 m và chiều rộng là 8 m. Đi vào là sảnh chính và vào phòng khách rộng 27 m². Và đi vào là phòng bếp. Bây giờ phòng bếp và phòng khách được ngăn cách với một cái lam gỗ rất là sang trọng và đẹp. Đấy, phòng bếp ăn rộng 18,8 m². Vị trí đặt bếp, vị trí đặt chậu rửa, vị trí đặt tủ lạnh. Và có một cánh cửa phụ đi ra hành lang phía bên nhà. Và phòng ngủ thứ nhất là 13,7 m². Và một cái hệ cầu thang đi lên tầng 2. Phòng ngủ thứ hai là rộng 15 m². Và có một vệ sinh khép kín ở trong phòng. Vị trí đặt lavabo, vị trí đặt bệt bệt và vị trí phòng tắm. Đây là khu vực vệ sinh chung của ngôi nhà. Là rộng 4,1 m². Vị trí đặt lavabo, vị trí đặt bệt và phòng tắm. Hệ tường chúng tôi thiết kế xây tường 22 để tạo cái độ chống nóng cũng như chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà. Các tường ngắn phía trong chúng tôi thiết kế xây tường 10 để tạo cho cái không gian trong phòng là rộng thêm. Bây giờ chúng ta lên xem mặt bằng công năng tầng 2. Bước lên tầng 2 là một cái phòng sinh hoạt chung rộng 14,2 m² để có cửa hai cánh đi ra ban công phía trước. Và đây là hệ thống phòng thờ rộng 14 m². Và phía sau là hành lang là có hai phòng ngủ rộng, một phòng ngủ rộng 15 m² và phòng ngủ rộng 13 m². Phía sau nữa là hệ thống giặt phơi. Vị trí máy giặt, vị trí giặt phơi này rộng 5,7 m² và vị trí về đối diện là vị trí vệ sinh phòng tắm rộng 4,7 m². Vị trí đặt lavabo, vị trí đặt bếp và vị trí phòng tắm. Ở cái mảng tường chúng tôi thiết kế xây tường 22 để tạo cho cái độ chống nóng cũng như chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà. Các bức tường trong chúng tôi thiết kế xây tường 110 để tạo cho không gian trong phòng là rộng thêm. Và có một cái hệ mái bay ra và chạy xung quanh ngôi nhà rất là đẹp và sang trọng. Các bạn hãy vào và tham khảo cái video mà chúng tôi đưa lên. Đây là một ngôi nhà 2 tầng rất là hiện đại, sang trọng, mới mẻ mà chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng là anh Tân Thị Hiền ở Yên Thành. Là một ngôi nhà rất là nổi bật và với những cái điểm nhấn nhá và để tạo những cái điểm nhấn nhá sáng trọng của ngôi nhà với một cái mặt bằng công năng của tầng 1, tầng 2 rất là đầy đủ để cho các bạn tham khảo và lựa chọn cho mình một ngôi nhà thật là phù hợp. Thì ngôi nhà này thì cũng rất là nhiều chủ đầu tư là lựa chọn cho mình để xây dựng cho mình. Thì các bạn hãy vào xem và tham khảo ở các cái điểm đầu cột được cắt các cái chỉ âm và ốp và to thêm để có các cái hệ thống phao nổi rất là đẹp được sơn màu trắng và cái hệ lan can này xây bằng gạch và được sơn màu trắng có các cái hệ thống phao nổi rất là đẹp và thẩm mỹ. Thì các bạn nào sắp tới có dự định muốn xây cho mình một ngôi nhà thì hãy liên hệ với công ty Tân Á chúng tôi qua số điện thoại để được tư vấn và thiết kế cho các bạn một ngôi nhà thật là phù hợp, mang một cái phong cách hiện đại sang trọng với nhiều những cái chi tiết mới mẻ với các cái công năng rất là đầy đủ. Thì hãy liên hệ với công ty Tân Á chúng tôi để được thiết kế.
những cái mẫu nhà rất là đẹp. Và các bạn có ý định muốn xây một ngôi nhà như ngôi nhà này thì hãy vào xem và tham khảo để lựa chọn cho mình một ngôi nhà là phù hợp. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau những cái video chia sẻ mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau những cái video chia sẻ lần sau.